Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Hôm rồi em đã làm một cái video 3 thông tin cực hot dành cho export. Hôm nay em thêm một cái thông tin nữa, cung cấp thêm cho anh chị và anh chị sẽ được khuyến mãi tốt hơn nữa anh chị, gọi là thông tin siêu hot dành cho export luôn anh chị. Đó là anh chị sẽ được ưu đãi thêm nha anh chị. Ngoài những cái ưu đãi trước đây em đã công bố thì bây giờ anh chị sẽ được ưu đãi thêm 20 triệu đồng nữa. Tức là bây giờ nó sẽ nâng lên là tổng ưu đãi và khuyến mãi dành cho quý anh chị mua export tại thời điểm này lên tới 30 triệu đồng. 30 triệu này bao gồm là 20 triệu em sẽ giảm giá thẳng vào giá xe. Ngoài ra anh chị sẽ được tặng 10 triệu nữa, bao gồm nó sẽ là 10 triệu, trong đó có bảo hiểm vật chất 1 năm. Trong đó sẽ có một cái bộ chữ export gắn trên mui, trong đó sẽ có những cái quà tặng khác. Tổng trị giá nó bao gồm 10 triệu. Đó, tổng là 20 triệu tiền mặt và 10 triệu trong đó có phụ kiện và bảo hiểm. Đó, trị giá bây giờ 30 triệu luôn. Và anh chị mua phiên bản GLX, phiên bản Exit hay là phiên bản Premium, anh chị đều được hỗ trợ khuyến mãi như vậy. Chỉ có phiên bản Ultimate, phiên bản chưa công bố giá bán thì anh chị sẽ không được hưởng những cái ưu đãi như này. Còn 3 phiên bản thấp hơn thì anh chị được tổng ưu đãi lên tới 30 triệu. Và xe sẽ là giao trong tháng 3 sắp tới và sẽ là VIN 2024 luôn anh chị. Đấy, khuyến mãi cực kỳ tốt, cực kỳ hấp dẫn ha. Đấy, thì tháng đầu tiên đưa xe ra thị trường là Mitsubishi Việt Nam đã có ưu đãi ngay lập tức. Đấy, anh chị cần những hỗ trợ sâu hơn thì liên hệ với em nhé. Bên em thì cũng đã về xe lái thử rồi và đang làm các cái thủ tục liên quan đến, chị cứ đi ạ. Và đang làm các cái thủ tục liên quan đến đăng ký, đăng kiểm để hoàn thiện, để cho anh chị lưu thông trên đường và trải nghiệm lái thử. Vài hôm nữa, có lẽ là trong vòng 5 đến 10 ngày nữa là bên em sẽ có xe lái thử rồi. Thì hôm nay em mời anh chị ghé qua bên em để trải nghiệm lái thử, hoặc là anh chị cứ ghé sang các đại lý là đều có xe lái thử hết rồi đấy anh chị. Đấy, em xin nhắc lại một lần nữa là bây giờ anh chị mua Mitsubishi Export sẽ được tổng ưu đãi lên tới 30 triệu, trong đó bao gồm là 20 triệu tiền mặt sẽ trừ thẳng vào giá, và anh chị sẽ được tặng thêm đó là bảo hiểm vật chất 1 năm. Anh chị sẽ được tặng thêm cái bộ chữ Export và một số quà tặng khác. Tổng trị giá là 30 triệu đồng. Đấy. Dù là mua phiên bản GLX, bản Exit hay là bản Premium, chúng ta đều được khuyến mãi như vậy. Anh chị mà cần xem xe thực tế thì ghé qua bên em nhé. Và bên em đã có cái con màu vàng á, con xe lái thử của bên em, xe màu vàng cũng là rất là cá tính. Anh chị thích cái màu đó thì ghé qua bên em để xem trực tiếp ha, nhìn cho nó trực quan. Còn cái video này thì em chỉ lượn một vòng, điểm qua những cái khuyến mãi cho anh chị thôi, chứ còn không có giới thiệu xe nữa. Anh chị có thể xem lại các cái video trước đây của em nhé, hoặc là anh chị cứ gọi điện trực tiếp cho em, kết bạn Zalo với em sẽ gửi hết những cái video giới thiệu chi tiết của em qua cho anh chị xem. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.